Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và hôm nay các bạn suy nghĩ bất cứ câu hỏi nào về người ấy. Và trải bài này sẽ là câu trả lời cho các bạn. Và sau đây các bạn hãy suy nghĩ câu trả lời ha. Và mình xin kết nối năng lượng với vũ trụ và rất biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài bất cứ câu hỏi nào bạn muốn gửi và muốn hỏi về người ấy. Trải bài này sẽ trả lời cho các bạn biết đâu là cái thông điệp người ấy muốn bạn hiểu là gì. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ bài. Và đây là câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi của các bạn. Và câu trả lời đầu tiên sẽ là, và nó chính là, tôi cần thêm thời gian. Tiếp theo câu trả lời thứ hai sẽ là gì? Mình sẽ lấy ngẫu nhiên 3 câu trả lời mà họ muốn trả lời cho bất cứ câu hỏi của bạn. Đó chính là quay, đợi, chờ đợi. Và câu trả lời thứ 3 cho câu trả lời của câu hỏi các bạn đặt ra, đó chính là câu trả lời, nó là tất cả những gì mà tôi đã nói cho bạn biết rồi. Sau đây mình xin giải thích từ lá bài cụ thể cho các bạn. Có thể đây là một câu hỏi cho một cái quyết định rất là quan trọng và cần thiết đối với họ. Cho đó họ cần có một thời hạn để họ có thể suy nghĩ ra cái yêu cầu mà bạn mong muốn là gì. Họ cần thêm thời gian để có thể ra câu trả lời đúng nhất. Và nó có nghĩa là họ muốn có một khoảng thời gian dài hơn để làm điều gì đó, hoặc là suy nghĩ cụ thể hơn để đưa ra quyết định. Ví dụ như bạn muốn hỏi là cái người này có thương bạn không, bạn không có chắc chuyện này, họ cũng có thể nói cho bạn rằng có thể cho họ thêm thời gian được không, bởi vì họ chưa biết rằng họ có sẵn sàng cam kết với bạn hay không. Ở một số bạn thì cái việc bỏ lỡ này có vì bỏ lỡ về thời gian mà họ dành cho ai đó hoặc để làm điều gì đó mà họ thích. Nếu như họ bận rộn với những công việc hàng ngày mà không gặp bạn thường xuyên đó, thì họ có thể nói là hãy cho họ thêm thời gian đi, bởi vì họ mong muốn là có được giao tiếp với bạn nhiều hơn, họ cần là cần giao lưu với bạn bè, sau đó họ mới tập trung vào chuyện tình yêu. Đây là cái lời đầu tiên họ muốn gửi các bạn, là họ cần thời gian cho cái câu trả lời của bạn. Và câu trả lời thứ hai đó chính là wait, chờ đợi. Không biết câu hỏi bạn là như thế nào, nhưng mà khi hỏi muốn trả lời là chờ đợi trong bối cảnh của một câu chuyện tình yêu á, thì nó có thể đề cập đến hành động chờ đợi người yêu, ngay cả khi có những cái trở ngại và thử thách đến con đường tình cảm của hai người á. Đây là một dấu hiệu cho thấy cái lòng trung thành, sự kiên nhẫn hoặc hy vọng của họ đối với bạn. Họ muốn bạn hãy cho họ thêm thời gian đi, để họ có thể tập trung vào sự nghiệp, tập trung vào con người, biết phát triển bản thân, biết họ cần gì và muốn gì, họ phát triển được cái phần linh hồn để có thể hòa nhập năng lượng cùng với bạn. Đây là một câu chuyện nếu hai người yêu nhau phải đợi chờ cho nhau đến khi họ ở bên nhau á, thật sự nó rất là đẹp nha các bạn. Bởi vì các yếu tố bên ngoài hoặc cái sự lựa chọn cá nhân á, đây có thể được coi là dấu hiệu của sự hy sinh, cam kết hoặc một niềm tin mà họ muốn dành điều tốt nhất cho bạn. Ở một số bạn giống như là câu chuyện tình của các bạn bị ngăn cản bởi gia đình không chấp nhận cái mối quan hệ của bạn và người yêu bạn, thì đây được coi là một dấu hiệu của sự nổi loạn, một sự lãng mạn thực sự, một sự can đảm để họ vượt qua cái truyền thống lề lối của gia đình để tiến đến các bạn. Đừng không ép họ các bạn, hãy để cho họ có thời gian, họ cần phải giải quyết một số việc riêng của họ, từ đó họ mới tiến tới được cái quyết định mà họ nên đến tình yêu bạn hay không. Chờ đợi là hạnh phúc nha các bạn. Và câu trả lời thứ ba đó chính là, tất cả những gì tôi nói là đã nói hết rồi. Thì đây là cái điều bạn cần phải nên biết, có nghĩa là họ đã đứng trước cái tuyên bố, đó chính là họ mong bạn phải hiểu rằng những gì họ nói là sẽ không thay đổi và họ sẽ không thối tiếc về điều đó. Đây là ngụ ý họ rất nghiêm túc, rất trung thực và tự tin vào những gì mà họ nói. Họ muốn sử dụng để nhấn mạnh cái quan điểm của cá nhân mình, cũng như thách thức đối với bạn về sự nghi ngờ hoặc sự đặt không đồng ý với bạn. Chắc chắn đây là một cái quyết định, một cái lời tuyên bố thật sự của họ.
khi họ đã nói những gì mà bạn đã nghe rồi. Nhưng bạn phải hiểu được rằng đừng cố gắng thuyết phục họ bằng cách khác, bởi vì ý của họ đã muốn cái như vậy là như vậy. Họ không có thể chịu đựng bất cứ cái gì để khải lai chỉ được suy nghĩ của người này. Họ không có đùa các bạn. Tốt nhất là các bạn hãy nên tôn trọng và đợi chờ họ, cho họ thêm thời gian. Đây là tất cả những gì mà họ muốn gửi đến các bạn. Hãy hiểu cho họ đi, khi mà người ta đã kiên quyết rồi, người ta đã muốn làm cái điều người ta muốn rồi, nhiệm vụ của mình là chỉ tôn trọng họ và ủng hộ họ mà thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy mình đợi chờ được thì mình đợi chờ, mà thấy họ xứng đáng thì mình đợi, còn không thì mình cứ move on, mình tiến tới người khác. Chứ mắc mớ gì mình đi cản người ta làm chuyện người ta muốn. Ví dụ người ta cản bạn làm chuyện bạn muốn thì bạn có vui không? Đối với mình, tất cả mối quan hệ xảy ra trong cuộc đời này, họ có cuộc sống của họ, mình có cuộc sống của mình. Mình đến với nhau, mình tạo giá trị cho nhau, mình yêu thương nhau, mình bao dung cho nhau, mình đem cho nhau những cái vui, cái hạnh phúc, chứ không phải đem nhau cái phiền tối, những cái khó khăn, những cái trắc trở, những cái ngăn cản. Không ai muốn đến với một người như vậy hết các bạn. Tiếp theo mình sẽ lấy một lá bài thông điệp Oracle muốn gửi cho các bạn, thông điệp tình yêu mà họ muốn gửi cho các bạn là gì, cho những câu hỏi các bạn vừa đặt ra. Thì đây là thông điệp chung, không phải là câu trả lời nha các bạn. Thì các bạn sẽ có một cái lá bài mình rớt ra ngẫu nhiên, đó chính là lá bài. Và ở đây có một số bạn, hình như các bạn rất sợ tình yêu, sợ yêu, sợ tổn thương. Thì một thông điệp muốn dành cho bạn là tình yêu thực sự rất an toàn cho bạn. Có nghĩa là bạn không cần phải sợ hãi hay trốn tránh tình yêu. Dù bạn cho hay nhận, dù bạn có cho đi chăng nữa thì vũ trụ nó sẽ cũng xây chuyển cho bạn những cái khác à. Nó ngụ ý rằng có thể bạn đã từng bị tổn thương, bị phản bội hoặc khát vọng về tình yêu ở trong quá khứ. Và rằng bạn có thể bạn sẽ nảy sinh cái vấn đề về lòng tin và sự bất an, đến sự phòng thủ để bảo vệ bản thân của mình đó, khỏi bị tổn thương một lần nữa, mà bạn lại áp dụng lên với người yêu hiện tại của các bạn. Điều này nó khiến cho bạn mối quan hệ của mình không được có thuận lợi lắm, tại do cái năng lượng này. Nó ngụ ý rằng bạn hoặc ai đó hoặc điều gì đó mà bạn quan tâm đến đó, khi mà họ đã truyền cảm hứng cho bạn về tình yêu á, mong là bạn hãy mở lòng mình ra đón nhận tình yêu. Đừng có lo bị từ chối, đừng có sợ bị bỏ rơi hay sợ bị tổn thương, bởi vì cái tâm lý sợ hãi này nó sẽ giết chết tình yêu của các bạn. Mong là các bạn hãy đón nhận tình yêu đến nha các bạn. Và thêm một thông điệp của lá bài là bạn hãy mở rộng trái tim của mình đi, để cho và nhận cái năng lượng cao nhất của nó. Bởi vì nó được thực hành trong tình yêu thương dưới mọi hình thức luôn. Chẳng hạn như lòng trắc ẩn nè, lòng tốt nè, sự tha thứ, lòng biết ơn và niềm vui của mình phải dành cho tình yêu. Bằng cách là mình phải dành cho tình yêu của bản thân mình trước, và sau đó là cho những người khác. Khi bạn trao đi sự yêu thương vậy á, thì bạn cũng phải biết nhận lại tình yêu thương chính mình. Tức là mình yêu bản thân mình, và mình cũng phải lấy cái năng lượng yêu thương đó từ những người khác luôn. Tình yêu nó được coi là một cái năng lượng cao nhất trong tất cả các nguồn gốc của sự sống và sự sáng tạo. Mọi thứ đều được sinh ra bởi sự yêu thương. Điều đó là bạn phải nên kết nối được với cái bản ngã của mình, với cái linh hồn của các bạn. Ở khía cạnh đó là bạn, khi bạn kết nối được cái nguồn năng lượng cao nhất ở vũ trụ đó, thì khi đó bạn mới có sự hướng dẫn, bởi vì sự cho đi và sự nhận lại. Một nguồn cảm hứng rất là lớn, bạn sẽ tự chữa lành cho chính bản thân mình, có trí tuệ. Từ đó bạn mới có năng lượng để bạn có thể biết yêu thương người khác. Đây là cái điều bạn cần phải tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, bởi vì cái nguồn yêu thương đó nó nằm ở trong bạn á, chứ không phải ở đâu hết á. Khi bạn phát triển được bản thân của mình thì bạn sẽ trở nên thu hút những cái trải nghiệm tích cực vào cuộc sống của mình, bằng cách là mình vui tươi nè, mình sống lạc quan nè, mình trải nghiệm nhiều hơn nè, bằng cách là mình sẵn lòng đón nhận những cái trải nghiệm mới, những khả năng mới, những cái kiến thức mới, những con người mới. Hãy chấp nhận tất cả những cơ hội đó, đừng chấp kiến các bạn. Hãy chấp nhận họ như họ vốn vĩ là vậy. Bởi vì cuộc sống này, khi bạn có khả năng đón nhận tất cả mọi thứ trong đời, bạn biết nó là cuộc sống này nó muôn màu, muôn mặt. Mình biết chấp nhận người ta, thì người ta cũng sẽ chấp nhận mình.
ở đây á, mình chỉ có yêu thương, mình có bao dung thôi. Đây được coi là một cái trải nghiệm tích cực nhất và nguồn năng lượng cao nhất cho bạn có thể gắn kết với người khác. Mục đích cuối cùng là gì? Là yêu thương, là tạo giá trị, là bao dung. Hãy thực hiện nó cho bằng được nha các bạn. Đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong trải bài này. Hẹn gặp lại các bạn trong trải bài lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.